Những năm gần đây, với sự quan tâm của địa phương, sự đổi mới trong phương thức sản xuất, cải tiến đa dạng mẫu mã từ các doanh nghiệp, nghề sản xuất gạch gốm đỏ truyền thống tại Vĩnh Long đã từng bước chuyển mình thay áo mới. Bên cạnh việc mở thêm kênh tiêu thụ rộng rãi trong ngoài nước, các cơ sở sản xuất gạch gốm còn tìm hướng đi mới kết hợp với phát triển du lịch trải nghiệm. Thời Hoàng Kim, làng nghề sản xuất gạch gốm Vĩnh Long có gần 3.000 miệng lò hoạt động xuyên suốt để cung cấp các loại gạch cho người dân trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, sản phẩm gốm với màu đỏ được người tiêu dùng ưa chuộng, trong đó chủ yếu là xuất khẩu. Từ những năm 2010 trở đi, làng nghề đứng trước những khó khăn do chi phí sản xuất cao, giá bán sản phẩm đầu ra thấp, các yêu cầu về môi trường nên hoạt động sản xuất tại làng nghề thu hẹp dần. Với sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của địa phương như ban hành đề án tổ chức lại ngành sản xuất gạch gốm tỉnh Vĩnh Long, đề án nâng cao chuỗi giá trị ngành sản xuất gốm đỏ giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 đã giúp các cơ sở sản xuất gạch gốm có thêm trợ lực để mạnh dạn đầu tư, cải tiến quy trình sản xuất, công nghệ nung thân thiện với môi trường và nâng cao sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, trong bối cảnh khó khăn, nhiều người tâm huyết với nghề đã mạnh dạn theo đuổi, sáng tạo, góp phần đưa ngành sản xuất gạch gốm từng bước chuyển mình theo hướng đi mới là tăng độ tinh xảo, đa dạng sản phẩm, hướng đến thị trường nội địa và phục vụ khách du lịch. Mình là người trong cái làng nghề, muốn phát triển cái nghề gốm để đưa cái sản phẩm gốm này vào cái du lịch để nó mang cái tính đặc trưng của một cái vùng miền. Vì Vĩnh Long là một cái vương quốc gốm. Mình muốn sử dụng gốm này để mình xây dựng lên ngôi nhà hay các thứ gì để mình nó có rất mới lạ để mình phục vụ du lịch. Vì trong cái thời gian mà muốn làm cái ngôi nhà này là chuẩn bị gần 20 năm làm những cái sản phẩm về gốm để lưu trữ những cái văn hóa của một cái làng nghề mà khả năng nó sẽ mai một. Trên cái cơ sở là những cái lò cũ thì họ lại xây dựng những cái địa điểm để cho khách đến tham quan du lịch, rồi là cái nơi để cho khách đến là trải nghiệm làm gạch gốm. Tuy nhiên cũng có một số mà lò thì họ muốn giữ cái đời sống kinh tế thì họ lại chuyển sang cái lò liên quan để sản xuất một ít. Nhưng mà cái vấn đề mà cái lò cũ thì họ vẫn giữ lại để bảo tồn. Có những lò thì có sẵn bến bãi ở sông thì họ lại kết hợp với lại cái dịch vụ là tham quan ở trên các tuyến sông Mân Thích dọc cái kênh Thầy Cai. Bên cạnh việc đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của sản phẩm gạch gốm trên thị trường, tỉnh Vĩnh Long đã ban hành đề án di sản đương đại Mân Thích. Đây là bước đi mới của địa phương nhằm bảo tồn nghề sản xuất gạch gốm truyền thống, vừa kết hợp với phát triển du lịch trên cơ sở, khai thác các lò gạch gốm hiện có, làm điểm nhấn mang tính đột phá, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng. Chúng ta còn trên 600 cái lò gạch như thế, mà người dân thì trước đây chủ yếu sống bằng cái nghề này. Cho nên một vấn đề đặt ra là chúng ta phải làm cách nào để mà nghiên cứu để chuyển đổi sinh kế cho người dân, nghĩa là để người dân người ta có thể sống được, có thể là bằng những cái phương tiện đang có và làm sao để đảm bảo được cuộc sống người dân. Như vậy thì cái khó khăn nhất là chúng ta phải làm sao định hình ra được cái khu này nó trở thành một cái điểm nhấn về du lịch và tạo nên một cái sức bật mới cho du lịch Vĩnh Long và cái nét đặc thù riêng mà gần như là các tỉnh thành không có. Với sự triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, ngành sản xuất gạch gốm của tỉnh Vĩnh Long thời gian qua đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Đặc biệt, trong năm 2023 và 2024, tỉnh tổ chức quảng bá rộng rãi hình ảnh sản phẩm gạch gốm thông qua 3 chuỗi sự kiện Festival Nông sản Việt Nam Vĩnh Long 2023, Ngày hội du lịch Vĩnh Long 2023 và Con đường gốm qua Xuân Giáp Thìn năm 2024. Sản phẩm gạch gốm đến gần với khách hàng trong và ngoài nước, đặc biệt phát huy thế mạnh trên lĩnh vực du lịch. Thông qua các sự kiện quảng bá, thì ở các doanh nghiệp gốm và Hiệp hội Gạch gốm Mỹ Nghệ Vĩnh Long cũng có một cái kỳ vọng là
cái thị trường tiêu thụ trong nước sẽ được nhiều hơn. Cái định hướng sắp tới thì cái ngành gốm này quảng bá ngoài là cái thị trường xuất khẩu nước ngoài thì cũng quảng bá để cho cái kênh tiêu thụ nội địa của khách ở trong nước cũng biết đến để họ tiêu dùng. Và các doanh nghiệp có định hướng là phát triển thêm các sản phẩm du lịch để cho khách khi đến tham quan các làng nghề gạch gốm ở Vĩnh Long có thể làm trải nghiệm các sản phẩm du lịch. Gốm đỏ Vĩnh Long kết tinh từ đất và nước, làm nên sắc màu đặc trưng, một bản sắc riêng của vùng đất Vĩnh Long. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, bao lớp người nơi đây tiếp tục dày công nghiên cứu, sáng tạo để thổi hồn cho gốm, để đất tiếp tục cuộc hành trình mới đi xa hơn.